Alo, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh nha. Từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, đất nước của mình rất là thanh bình, anh chị và bạn. Cuộc sống rất là ấm cúng, trời rất là mát, đối với mình là mát. Nhưng mà ở Việt Nam là trời rất là lạnh. Tại vì người ta dân mình họ chưa có quen với lại khí hậu lạnh đó. Để ở quê nhà phải nói là sự bình yên một cách tôi ngạc nhiên luôn. Nó bình yên mà trong khi đó nhìn về cái nước Mỹ nó đang loạn cào cào lên. Một số anh chị các bạn inbox hỏi Lệ Minh, hay là một số anh chị các bạn hỏi Lệ Minh về ở ngoài các diễn đàn, hỏi là nước Mỹ nó chính trị nó bát nháo như vậy, Lệ Minh có lo lắng không, lo con khỉ gì bữa bọn trong cho nó sụp nữa. Hồi đó tôi tham gia trên mấy cái diễn đàn chống cộng, nói chung là gần đây cũng vậy, ở với bao nhiêu là power talk được. Tôi lên tôi hay đấu với lại mấy tụi mà chống cộng ở hải ngoại, tôi nói tao cầu cho nước Mỹ của mày kinh tế mà nó sụp xuống cái cho chết bà nội cha tụi mày hết, nó nháo nhào hết, nó lên nó chửi tôi tơi. Tôi còn giái cho nó sụp mà tôi cúng heo cúng bò luôn mà. Các bạn nghĩ đi, mà tôi mà lo gì sợ gì, không có gì mà tôi phải mà ngồi đó mà mình phải quan tâm cái chuyện nước Mỹ. Nói chung là tôi sống ở đó mấy chục năm, mình quá hiểu về cái hệ thống chính trị. Hồi nào giờ nó đã bẩn thỉu thì bây giờ nó lộ rõ cái bản chất nó ra thôi. Hồi xưa thì nó nội bộ nó đấu đá nhau, nó gian manh với nhau, thì nó kiếm cách nó ém nhẹm. Những người nào mà tìm hiểu thì mới biết thôi, còn không thì nó lướt qua, nó mị dân. Bây giờ thì nó giống như là cái bong bóng nó nổ ra, ông Trump ông lên thì cái bong bóng nó nổ ra. Có gì đâu mà tôi phải quan tâm hay là để ý, mình chỉ xem qua thôi. Đối với tôi chẳng có gì lạ chị mà. Nhưng mà có một điều lạ đối với tôi là tôi về với quê hương có những cái điều rất là thú vị, cho nên muốn chia sẻ với anh chị em. Đây là một cái tô cháo lòng rất là ngon, có 20.000 đồng thôi. Trời nóng mà ăn tô cho cháo lòng nữa, mèn ơi. Trà chí quải nữa, rất là ngon anh chị các bạn, phải nói là cực kỳ ngon, rất là ngon, chỉ có 20.000 đồng thôi. Các bạn thấy đó, chưa tới một đô la rồi thì ở Việt Nam người ta có thể mưu sinh và sống rất là thoải mái, không có gì phải quá mà gọi là cũng cái kiểu là phải đường cùng, phải vô trong rừng trong rú ở. Anh chị các bạn thấy đó là cái sự thú vị của tôi. Còn anh chị mà các bạn hỏi tôi về chuyện nước Mỹ, tôi nói cái cha nó chuyện của nó bình thường thôi, chính trị của nó mà nó đấu đá nhau, bây giờ nó lộ cái bản chất của nó ra thôi. Người ta nói cái kim trong bọc thì có ngày nó cũng lòi ra. Thành ra đối với tôi thì bình thường. Tôi thấy một số anh chị các bạn lên mạng cãi vã nhau vụ chính trị của Mỹ, mẹ ơi, tôi ngồi tôi chỉ cười thôi. Hôm nào tôi sẽ like, tôi sẽ nói chuyện về lá cờ vàng mà tụi nó treo đó. Đó là một cái sự sỉ nhục. Có một số anh chị các bạn inbox muốn tôi chia sẻ cái đề tài đó, tại hôm rồi tôi cũng bận công việc và tôi chưa có chia sẻ. Để tôi chia sẻ cho các bạn thấy rất là thú vị. Cái vụ cờ xí của Mỹ là cái lá cờ vàng, tôi nói khi đụng chạm tới mấy ông mà cựu chiến binh của những người mà của chế độ cũ, chứ nó không còn có ý nghĩa chứ. Nó không có ý nghĩa, nó giống như tấm vải mà nó không có đại diện cho ai cả, mà xách đi ra cầm trên cái nóc của tòa nhà White House thì nó là một sự sỉ nhục vô cùng. Và tôi sẽ giải thích về vấn đề cờ xí để anh chị các bạn thấy. Nhưng mà bây giờ mình đang đi ăn sáng, cho nên hẹn cái like kế tiếp một lát nữa mình về mình sẽ like để anh chị các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà người ta. Các bạn thấy những cái quán xá như vậy, người ta cũng có thể sống, người ta cũng có thể mưu sinh,
rất là bình dị và giản dị. Đó là cái đời sống nó rất là thú vị ở cái quê hương mình, không phải cầu kỳ, không phải qua bên Mỹ ngồi đó ăn được ba cái bơ thừa sữa cặn rồi bắt đầu quay về chửi bới quê hương. Đó là những cái sự rất là tồi bại, tôi nói anh chị các bạn, nó không có đáng gì cả. Vật chất nó chỉ là một cái thứ mà ăn bên này ra bên kia thôi, xin lỗi phải nói vậy. Cho nên đừng có chú trọng nó quá. Đa số những người Việt của mình đi ra hải ngoại rồi họ nặng về vật chất quá, họ ăn được những cái thứ bơ thừa sữa cặn xong rồi họ nghĩ là họ lên tới thiên đàng, dẹp đi. Thôi lại mình like ở đây nha, mình ăn để cháo nó nguội. Xin chào các bạn nha. Bye 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 bye.